Nhận định bóng đá Man City với Wolverhampton. 18h30 phút ngày 20 tháng 7, Wolverhampton là đối thủ cứng đầu, nhưng vẫn rất khó để ngựa ô Premier League cản bước Man City trong trận chung kết chiều nay, nhất là khi Man Xanh đang bon bon thẳng tiến với 9 chiến thắng liên tiếp. Cập nhật đội hình ra sân, thông tin trước trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Xin cảm ơn. Suốt mùa giải Premier League 2018-19, Wolverhampton là đối thủ cứng đầu nhất với các đại gia trong nhóm Big Six. Wolverhampton gây rất nhiều khó khăn cho MU, Arsenal, Chelsea và Tottenham khi đã từng khiến cả Quỷ Đỏ, Pháo Thủ, The Blues lẫn gà trống phơi áo. Tuy nhiên, khi đối đầu Man City, Wolverhampton không thể làm loạn như thế được. Bằng chứng là hai cuộc đụng độ với Man Xanh, Wolverhampton thua 1 và hòa 1. Nhìn rộng ra hơn, Man City cũng áp đảo hoàn toàn Wolverhampton trong những lần đôi bên đối đầu nhau kể từ năm 2011 đến nay. Man City bất bại cả 7 lần giáp mặt Wolverhampton trong giai đoạn này, thắng 5, hòa 2. Có tới 4 lần trong số đó, Man City được ăn mừng chiến thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên mỗi trận. Bước vào cuộc tái ngộ Wolverhampton lần này, Man City đang có phong độ thuộc loại ấn tượng nhất châu Âu. Đội quân do huấn luyện viên Pep Guardiola đang trải qua mạch 9 chiến thắng liên tiếp trên tất cả các đấu trường. 6 trận trong số này, Man City đánh bại các đối thủ của mình với cách biệt từ 2 bàn trở lên mỗi trận. 3 trận gần nhất Man City thậm chí còn đều chiến thắng với cách biệt từ 3 bàn trở lên mỗi trận. Wolverhampton dù sao cũng chỉ là ngựa ô của Premier League mùa vừa rồi. Còn Man City là nhà vua tuyệt đối trên xứ sương mù. Thầy trò Pep vô địch cả Premier League, FA Cup và Cup Liên đoàn Anh trong mùa giải vừa qua. Chưa kể, họ còn giành luôn Community Shield hồi đầu mùa. Premier League Asia Trophy không phải danh hiệu danh giá để Man City phải cố bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu của mình bằng được. Song trận chung kết Premier League Asia Trophy 2019 là cơ hội để các cầu thủ mặc vốn ít có cơ hội chứng tỏ mình mặc mới gia nhập Man City ghi điểm với Pep. Họ sẽ chiến đấu hết mình với tinh thần như trong trận chung kết một giải đấu chính thức. Còn với Wolverhampton, có lẽ chung kết Premier League Asia Trophy 2019 vẫn chỉ mang tính chất làm nóng máy cho họ nhiều hơn. Vì chỉ sau đây 4 ngày, Wolverhampton sẽ bước vào trận đấu chính thức đầu tiên của mùa giải mới 2019-2020. Wolverhampton sắp gặp Crusaders của Bắc Ireland ở vòng sơ loại Europa League. Đó mới là trận đấu Wolverhampton cần cố hết mình.